áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em học sinh, chào mừng các em đã đến với video bài học. Trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ cùng các em đi vào tìm hiểu xem là công thức đơn giản nhất là gì. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ cho chúng ta biết những điều gì và có những cách nào để xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ thông qua bài công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Và lưu ý với các em, bài này cũng là bài trọng tâm trong chương của chúng ta. Và lưu ý thêm đó là trong bài học này thì cô có chia đề mục hơi khác với sách giáo khoa một chút. Sau đây thì cô sẽ cùng các em đi vào tìm hiểu phần đầu tiên, đó là tìm hiểu các định nghĩa. Cụ thể đó là mình sẽ tìm hiểu xem là công thức đơn giản nhất là gì và công thức phân tử hợp chất hữu cơ là gì nhá. Thì để xét các định nghĩa thì chúng ta cùng quan sát vào bảng sau. Các em quan sát lên trên bảng nhá. Ở bảng này thì cô cho chúng ta bốn hợp chất: metan, ethylene, axit acetic và glucose. Thì các hợp chất này chúng ta đều học ở chương trình hóa học lớp 9 rồi nhá. Và cô cho chúng ta thêm công thức phân tử cũng như là tỷ lệ số nguyên tử và công thức đơn giản nhất của các hợp chất này. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là nhìn cái bảng này, phân tích để rút ra hai định nghĩa. Thứ nhất là công thức phân tử là gì và thứ hai là công thức đơn giản nhất là gì. Thế chúng ta cùng xét nhé. Trước tiên là mình cùng đi xét về công thức phân tử. Thì các em hãy cùng nhìn lên hàng đầu tiên này. Đây, mình có metan. Trước tiên là mình có metan. Công thức phân tử là CH4. Như vậy nhìn vào công thức metan này thì chúng ta biết rằng là trong phân tử metan có một nguyên tử carbon và bốn nguyên tử hydro, đúng nhỉ? Tiếp này mình cùng phân tích tiếp đến ethylene. Vậy nhìn vào công thức phân tử của ethylene thì chúng ta thấy rằng là gì? Trong phân tử ethylene có hai nguyên tử carbon và bốn nguyên tử hydro. Tiếp tục này, axit acetic có công thức phân tử là C2H4O2. Vậy nhìn vào đây, chúng ta dễ dàng nêu được đó là gì? Trong phân tử axit acetic có hai nguyên tử carbon, bốn nguyên tử hydro và hai nguyên tử oxy. Và tương tự, chúng ta dễ dàng xác định được là trong glucose có 6 carbon, 12 hydro và 6 oxy. Vậy, từ cái việc phân tích này thì chúng ta đã rút được ra thế nào là công thức phân tử của hợp chất hữu cơ chưa? Chính là gì nhỉ? Công thức phân tử là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử nhá. Và từ quan trọng thì cô đã chuyển sang màu vàng. Và từ buổi này trở đi, công thức phân tử các em có thể viết tắt là CTPT, được chưa? Như vậy là mình đã rút được ra định nghĩa đầu tiên. Tiếp, bây giờ mình cùng rút ra xem là vậy công thức đơn giản nhất là gì nhá. Thì chúng ta cùng phân tích tiếp này. Nhìn vào metan thì chúng ta thấy rằng là có một nguyên tử carbon và bốn nguyên tử hydro. Vậy tỷ lệ số nguyên tử ở đây là 1 chia 4, đúng không? Và cái tỷ lệ này thì không tối giản được nữa. Do đó mình có công thức đơn giản nhất của metan là CH4. Tiếp theo này, tương tự, mình có ethylene thì có 2 carbon và 4 hydro. Vậy tỷ lệ số nguyên tử carbon so với số nguyên tử hydro thì là 2 chia 4 hay giản ước đi thành 1 chia 2, đúng không? Và mình có công thức đơn giản nhất của ethylene chính là CH2. Tức là tỷ lệ tối giản số nguyên tử. Đấy. Tiếp theo đến axit acetic này, 2 carbon này, 4 hydro này và 2 oxy này. Vậy tỷ lệ tối giản số nguyên tử ở đây là 1 chia 2 chia 1. Vậy mình có công thức đơn giản nhất của axit acetic là CH2O. Và tương tự, chúng ta cũng có công thức đơn giản nhất của glucose là CH2O. Vậy từ cái việc cô phân tích ở trên thì các em đã hình dung ra được công thức đơn giản nhất là gì chưa? Chính là gì nhỉ? Cho biết gì? Tỷ lệ tối giản của số nguyên tử, đúng không? Và cụ thể phát biểu đầy đủ về công thức đơn giản nhất là như sau. Công thức đơn giản nhất, đấy, chúng ta có phải viết tắt là CTDGN, là công thức biểu thị tỷ lệ tối giản về số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử. Được chưa? Như vậy là các khái niệm
thì chúng ta đã xét xong rồi nhá. Và chú ý các từ khóa này. Công thức phân tử thì biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Thế còn công thức đơn giản nhất là cho biết gì? Tỷ lệ tối giản và số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Vậy mối liên hệ giữa hai công thức này là như thế nào? Thì bây giờ chúng ta cùng đi vào xét tiếp. Và để xét mối quan hệ giữa công thức phân tử và công thức đơn giản nhất thì chúng ta cùng xét lại bảng sau. Bảng này thì cô đã giản ước đi một hàng so với ở phần trước. Đó là cô bỏ đi cái hàng tỷ lệ số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Vậy bây giờ nha, các em hãy quan sát kỹ, thật kỹ cái bảng này. Đấy, cụ thể là quan sát kỹ công thức phân tử cũng như là công thức đơn giản nhất của các chất mà cô lấy ví dụ để trả lời giúp cô các câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên này, em có biểu diễn được công thức phân tử của các chất này dựa vào công thức đơn giản nhất của nó không? Nào, chúng ta cùng biểu diễn nhá. Ở chất đầu tiên này, chất metan, thì chúng ta thấy rằng là công thức phân tử cũng chính là công thức đơn giản nhất rồi, đúng không? Sang đến chất thứ hai này, thì mình thấy rằng là gì? Ethylene, mình có thể biểu thị bằng CH2 tất cả mấy lần? Hai lần, đúng không? Hay là hai lần công thức đơn giản nhất thì chính là công thức phân tử của ethylene. Tiếp đến axit acetic thì mình thấy rằng là gì? Hai lần công thức đơn giản nhất CH2O tất cả hai lần chính là bằng C2H4O2, đúng không? Chính là bằng công thức phân tử. Đấy. Tương tự này, glucose thì mình có là gì? Được biểu thị chính là bằng 6 lần công thức đơn giản nhất. Đây, CH2O tất cả 6 lần chính là bằng C6H12O6, đúng không? Vậy thì mối quan hệ đầu tiên mà chúng ta rút được ra chính là gì? Công thức phân tử chính là bằng số nguyên lần công thức đơn giản nhất, được chưa? Và cái công thức này thì các em cần phải nắm vững. Bởi vì lát nữa sang đến cái phần mà thiết lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ ấy, thì chúng ta sẽ có một cách thiết lập công thức phân tử dựa vào công thức đơn giản nhất. Vậy mình chú ý nắm được cái mối liên hệ này nhá. Tiếp theo này, giống như ban đầu cô đã phân tích cho các em đấy, đó là nhìn vào metan thì mình thấy là công thức phân tử của nó chính là công thức đơn giản nhất. Như vậy, nhận xét thứ hai về mối quan hệ giữa công thức phân tử và công thức đơn giản nhất chính là gì? Trong nhiều trường hợp thì công thức phân tử cũng chính là công thức đơn giản nhất, được chưa? Tiếp theo các em cùng để ý nhé, axit acetic và glucose, hai chất này có công thức phân tử là khác nhau. Một chất là C2H4O2, một chất là C6H12O6. Tuy nhiên các em nhìn này, nó có công thức đơn giản nhất như nào đấy? Giống nhau. Vậy mối quan hệ thứ ba ở đây các em cần phải nắm được, đó chính là một số chất có công thức phân tử khác nhau nhưng cùng công thức đơn giản nhất. Như vậy trên đây là toàn bộ mối quan hệ giữa công thức phân tử và công thức đơn giản nhất. Vậy cách thiết lập công thức đơn giản nhất cũng như là công thức phân tử như thế nào thì bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào tìm hiểu. Trước tiên thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu cách thiết lập công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ. Và để các em dễ hình dung thì sau đây cô sẽ giả sử hợp chất hữu cơ có dạng như sau: CXHIOZNT. Vậy thiết lập công thức đơn giản nhất của hợp chất này chính là mình sẽ đi xác định cái gì đây? Chúng ta cùng xuất phát từ khái niệm công thức đơn giản nhất nhé. Đó là gì? Công thức đơn giản nhất thì cho mình biết tỷ lệ tối giản số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, đúng không? Vậy thì xác định công thức đơn giản nhất của hợp chất này chính là mình sẽ đi tìm tỷ lệ XYZT ở đây tối giản là bằng bao nhiêu nhá. Thì ngay từ các lớp dưới thì chúng ta đã biết là tỷ lệ số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở đây được xác định chính là bằng tỷ lệ số mol mỗi nguyên tử, đúng không? Tỷ lệ số mol mỗi nguyên tử có trong hợp chất hữu cơ. Đấy. Thế mà mình có là gì? Số mol của mỗi nguyên tử thì được tính bằng khối lượng mỗi nguyên tử có trong hợp chất hữu cơ chia cho nguyên tử khối của nguyên tử đó, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cùng thay vào nhá. Thì mình có số mol carbon chính là được tính bằng khối lượng carbon có trong hợp chất hữu cơ này chia cho nguyên tử khối của nó là 12. Thế số mol hydro thì có phải được tính bằng khối lượng của hydro có trong hợp chất hữu cơ chia cho nguyên tử khối của nó là 1 chưa? Tiếp đến này, số mol oxy tương tự được tính bằng khối lượng oxy có trong hợp chất hữu cơ chia cho nguyên tử khối của nó
là 16. Và cuối cùng, số mol nitơ được tính chính là bằng khối lượng nitơ có trong hợp chất hữu cơ chia cho nguyên tử khối của nó là 14. Được chưa? Tuy nhiên, thông thường ấy, đề bài thì thường cho chúng ta giữ kiện dưới dạng phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố. Như là cho phần trăm khối lượng carbon này, phần trăm khối lượng hydro này, phần trăm khối lượng oxy và phần trăm khối lượng nitơ, và yêu cầu chúng ta xác định công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ. Vậy thì các em lưu ý, mình sẽ có công thức như sau này. Dựa trên phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố thì chúng ta sẽ có tỷ lệ X, Y, Z, T ở đây. Chính là bằng phần trăm khối lượng carbon chia 12 nhá, trên 12 này. Tiếp này. Chia cho phần trăm khối lượng hydro chia nguyên tử khối của nó. Tiếp này. Số mol oxy ở đây sẽ tương ứng với phần trăm khối lượng oxy chia cho nguyên tử khối của oxy. Và cuối cùng, ở đây cô sẽ xóa phần này đi để các em dễ nhìn nhá. Số mol nitơ ở đây sẽ tương ứng với phần trăm khối lượng nitơ chia cho nguyên tử khối của nó là 14, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ đưa các tỷ lệ này, hay là đưa biến đổi hệ thức trên về tỷ lệ các số nguyên tối giản thì chúng ta sẽ được công thức đơn giản nhất. Như vậy, lý thuyết là như vậy. Để các em dễ hình dung ra cách thiết lập công thức đơn giản nhất thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm ví dụ sau. Sau đây chúng ta cùng đi vào xét ví dụ 1 có nội dung như sau này. Từ tinh dầu hoa nhài, người ta tách được hợp chất A có chứa carbon, hydro và oxy. Phân tích định lượng cho thấy kết quả như sau này. Phần trăm khối lượng carbon là 73,14%, phần trăm khối lượng hydro là 7,24%, còn lại là oxy. Đề bài yêu cầu là lập công thức đơn giản nhất của chất A. Đấy. Như vậy sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em chi tiết cách thiết lập công thức đơn giản nhất của hợp chất này nhá. Trước tiên là chúng ta cùng đọc kỹ đề bài, xem hợp chất A ở đây chứa những nguyên tố nào. Vậy đây mình nhìn thấy là chứa carbon, hydro và oxy. Vậy thì ở đây cô sẽ giả sử A có dạng như sau: CHIOZ. Và để xác định được công thức đơn giản nhất của hợp chất A này chính là mình sẽ đi xét tỷ lệ X, Y, Z, đúng không? Và ban nãy ở phần lý thuyết thì chúng ta đã biết là tỷ lệ X, Y, Z này chính là gì? Chính là bằng tỷ lệ phần trăm carbon trên 12. À, tiếp này, chia cho phần trăm hydro trên 1. Và cuối cùng, Z ở đây sẽ tương ứng với phần trăm oxy trên 16, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta chỉ việc thay các số vào đây thôi, đúng chưa? Thì phần trăm carbon thay vào 73,14, được chưa? Phần trăm hydro thay vào là 7,24. Đến đây nhiều bạn băn khoăn là phần trăm oxy đề bài chưa cho. Thế các em để ý này, hợp chất A chứa 3 nguyên tố mà đã biết phần trăm khối lượng của 2 nguyên tố này rồi. Vậy mình dễ dàng suy được ra phần trăm khối lượng của nguyên tố còn lại không? Chính là bằng 100% trừ đi tổng phần trăm khối lượng của hai nguyên tố đã biết ở đây, đó là 73,14% và 7,24%, đúng không? Vậy chúng ta dễ dàng xác định được phần trăm khối lượng oxy. Ở đây cô sẽ bấm máy tính nhá. Vậy phần trăm khối lượng oxy ở đây chính là 19,62. Được chưa? Vậy thay vào đây thì sẽ là 19,62 chia cho 16. Bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính để ra các số cụ thể ở đây là bao nhiêu nhá. Trước tiên là 73,14 chia 12. Vậy ở đây cô được 6,095. Được chưa? 7,24 chia 1 thì đây được 7,24. Cuối cùng là 19,62 chia 16.
thì cô được ở đây là 1,22625. Đấy, thì mình đã có tỷ lệ như thế này. Nhưng cái tỷ lệ x, y, z ở đây phải là các số nguyên tối giản. Vậy từ các tỷ lệ này, từ cái tỷ lệ này nhá, làm sao biến được về các số nguyên tối giản? Thì các em để ý này, cô sẽ chọn cái số nào bé nhất ở đây lấy làm đơn vị. Vậy ở đây cô thấy là 1,22625 ở đây là bé nhất, cô lấy làm đơn vị. Được chưa? Bây giờ chúng ta chỉ việc lần lượt lấy cái từng số này chia cho cái số mà cô lấy làm đơn vị. Được chưa? Thì bây giờ chia nhá. Trước tiên là 6,095 mà cô chia cho 1,22625. Thì cô được ở đây là xấp xỉ là 5. Đấy. Tiếp này, lấy 7,24 mà chia cho 1,22625. À thì cô được ở đây xấp xỉ là 6. Như vậy chúng ta sẽ có công thức đơn giản nhất. Chính là gì? C5H6O, được chưa? Như vậy các em đã hình dung ra cách xác định công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ chưa? Vừa rồi thì chúng ta đã đi tìm hiểu cách thiết lập công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ. Sau đây thì chúng ta cùng đi vào phần trọng tâm của bài ngày hôm nay. Đó chính là thiết lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ. Và chúng ta sẽ tìm hiểu 3 cách thiết lập công thức phân tử. Trước tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu cách thiết lập công thức phân tử dựa vào thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố. Và để các em dễ hình dung thì sau đây chúng ta sẽ xét sơ đồ sau. Cô giả sử hợp chất hữu cơ của mình gồm có 3 nguyên tố là carbon, hydro và oxy. Do vậy cô sẽ đặt công thức phân tử của nó có dạng là CXHIOZ, được chưa? Như vậy phân tích hợp chất này ra thì thấy rằng là nó được cấu tạo nên từ X nguyên tử carbon, Y nguyên tử hydro và Z nguyên tử oxy. Nếu như cô giả sử ở đây là có 1 mol hợp chất hữu cơ thì chúng ta có dễ dàng xác định được số mol của từng nguyên tử có trong hợp chất hữu cơ này không? Ở đây tương ứng sẽ là gì? X mol carbon, Y mol hydro và Z mol oxy, đúng không? Có số mol rồi. Vậy bây giờ mình có tính được khối lượng của hợp chất hữu cơ này cũng như là khối lượng của từng nguyên tử có trong hợp chất hữu cơ này không? À, dễ dàng tính được. Hợp chất này, chúng ta giả sử phân tử khối của nó là M đi. Vậy khối lượng của nó có phải là phân tử khối nhân với số mol hay là M nhân 1? 1 cô bỏ qua thì cô ghi ở đây là M thôi nhá. Và đơn vị khối lượng ở đây là gam, đúng không nhỉ? Tương tự chúng ta sẽ tính được khối lượng nguyên tử carbon có trong hợp chất này. Chính là gì? Nguyên tử khối carbon nhân số mol, đúng chưa? Vậy là 12X. Và tương tự khối lượng hydro ở đây chính là Y. Và khối lượng oxy ở đây chính là gì? 16Z gam, đúng chưa? Và thông thường ấy thì đề bài sẽ cho chúng ta phần trăm khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ nhá. Cụ thể đề bài sẽ cho phần trăm khối lượng carbon, cô đặt đây là phần trăm C, được chưa? Phần trăm khối lượng hydro, phần trăm H. Vậy từ đây chúng ta có tính được ra phần trăm khối lượng oxy không? Phần trăm khối lượng oxy sẽ được tính bằng 100%, tức là cái hợp chất hữu cơ này sẽ tương ứng là 100%, trừ đi phần trăm khối lượng của carbon và trừ tiếp đi phần trăm khối lượng của hydro. Vậy thì chúng ta sẽ tính được ra phần trăm khối lượng oxy, đặt vào đây, được chưa? Như vậy là chúng ta đã liệt kê ra sơ đồ này nhá. Và quan sát vào cái sơ đồ này thì chúng ta sẽ rút được ra cái tỷ lệ như sau này. Đó chính là phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố chia cho khối lượng mỗi nguyên tố. Cái tỷ lệ này chính là bằng nhau, được chưa? Vậy chúng ta sẽ có như sau này. Phần trăm carbon trên 12X chính là bằng phần trăm hydro trên Y. Và nó chính là bằng phần trăm oxy trên 16Z. Và chính là bằng 100% chia cho M lớn, được chưa? Vậy từ cái tỷ lệ này thì các em đã tính được ra X, Y và Z chưa? Ở đây mình sẽ xét từng cặp một nhá. Trước tiên cô sẽ đi tìm X trước này. Cô sẽ nháp ra bên này để chúng ta dễ hình dung nhá. Xét cặp đầu tiên.
100% trên m bằng phần trăm carbon chia cho 12x. Vậy từ đây nhân chéo lên thì có phải là 100% nhân 12x bằng phần trăm carbon nhân m không? Và suy ra được x không? X ở đây chính là bằng gì? Đây cô sẽ thay vào đây nhá. X chính là bằng phần trăm carbon nhân với m lớn, ở đây là phân tử khối hợp chất hữu cơ, chia cho 12 nhân 100%. Tương tự chúng ta có xác định được giờ Y và Z không? Tìm Y nhé, lại xét tiếp cặp này, 100% trên M bằng phần trăm H trên Y. Đây. Vậy suy được ra Y chưa? Nhân chéo lên mình sẽ có Y ở đây chính là bằng phần trăm hydro nhân M chia cho 100%. Cuối cùng đến Z này. Z thì chúng ta cũng có thể xét cái cặp này. Đây, xét cặp 100% trên M bằng phần trăm oxy trên 16Z. Hoặc là các em có thể tính gián tiếp thông qua phân tử khối. Thì có phải mình có là gì? Phân tử khối của hợp chất hữu cơ thì bằng 12X cộng Y cộng 16Z. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra Z chính là bằng phân tử khối của hợp chất hữu cơ trừ 12X trừ Y và tất cả chia cho 16, được chưa? Và sau này khi làm các bài tập nhá, cái phần trên này các bạn nhớ để thiết lập công thức thôi. Còn mình chỉ cần nhớ cái biểu thức này, thay X, thay Y, thay Z vào thì chúng ta sẽ ra công thức phân tử của hợp chất hữu cơ. Như vậy lý thuyết thì chúng ta đã đề cập vào đây rồi. Vậy cách làm cụ thể là như thế nào, hay là áp dụng cụ thể vào bài toán là như thế nào, thì bây giờ cô sẽ cùng các em đi vào làm một ví dụ minh họa. Ví dụ của chúng ta có nội dung như sau. Phân tích nguyên tố một hợp chất hữu cơ A cho kết quả 70,97% carbon, 10,51% hydro và còn lại là oxy. Cho biết khối lượng mol phân tử của A là 340g trên mol. Xác định công thức phân tử của A. Như vậy ví dụ 2 này thì củng cố cho chúng ta kỹ năng xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố. Thế đọc đề ở ví dụ 2 này thì chúng ta thấy ngay rằng là gì? Cái hợp chất hữu cơ A này gồm 3 nguyên tố là carbon, hydro và oxy. Vậy cô sẽ giả sử nó có dạng là CX, HI, OZ, được chưa? Tiếp này, dựa vào dữ kiện đề bài thì chúng ta dễ dàng tính được phần trăm oxy chính là bằng gì? 100% trừ đi phần trăm khối lượng carbon là 70,97, trừ tiếp đi phần trăm khối lượng hydro là 10,51. Vậy ở đây cô được phần trăm oxy là 18,52%. Đến đây nếu như bạn nào mà đã nhớ cái công thức mà ban nãy chúng ta thiết lập ra để tìm x, y, z ấy, thì mình sẽ thay luôn vào tìm x, y, z. Thế nếu như mà vẫn chưa hình dung ra nhá, thì chúng ta thiết lập một chút. Và đây là ví dụ để củng cố kỹ năng, do vậy cô sẽ trình bày rất là chi tiết. Đó là chúng ta lại viết lại nhá. Thì các em để ý này, A ở đây gồm có carbon, hydro và oxy, đó là CX, HI, OZ. Vậy phân tích cái hợp chất này ra thì có phải là nó sẽ gồm X nguyên tử carbon, Y nguyên tử hydro và Z nguyên tử oxy chưa? Vậy các em để ý này, khối lượng ở đây, khối lượng mol đề bài cho 340, chúng ta thay vào nhá. Carbon ở đây thay vào thôi 12X. Hydro ở đây sẽ là tương ứng là Y gam và oxy ở đây tương ứng là 16Z gam, đúng không? Đặt vào. Bây giờ tiếp này chúng ta sẽ đặt phần trăm khối lượng. Thì hợp chất hữu cơ này sẽ tương ứng là gì? 100%. Phần trăm carbon đề bài cho 70,97. Phần trăm hydro đề bài cho 10,51%. Và phần trăm oxy chúng ta vừa tính được 18,52%. Đúng chưa? Bây giờ mình thiết lập tỷ lệ tìm ra X, Y và Z thôi. Thì có phải là gì?
Mình sẽ có tỷ lệ như sau này: 100% trên 340 chính là bằng gì? Phần trăm carbon là 70,97 chia cho khối lượng carbon là 12x. Vậy từ đây suy được ra x chưa? Cô thay số vào nhá, x sẽ chính bằng 340 này nhân với bổ sung phần trăm giúp cô nhá, 70,97 và chia cho 100 này, chia tiếp cho 12 này, vậy ở đây x là bằng 20, được chưa? Tiếp tương tự này, cô sẽ xét cặp này và cặp này để cô tìm ra y nhá. Thì mình sẽ có là gì? 100% trên 340 chính là bằng 10,51% trên y. Vậy từ đây cô suy được ra y rồi. Thay số nhá, 340 nhân với 10,51 chia cho 100. Vậy đây cô được y là, cô tính lại nhé, tính nó chưa ra được cái, bấm nhầm một chỗ nên nó chưa ra kết quả. Vậy y của cô ở đây sắp xỉ là 36 nhá. Tiếp này, bây giờ đến Z thì cô có là gì? 340 chính là bằng 12x cộng y cộng 16z. Vậy cô chỉ thay vào thôi. Z ở đây chính là bằng 340 này trừ đi 12 nhân x là 20 này, cộng với y ở đây, trừ đi y ở đây là 36 chia cho 16, và cô sẽ suy được ra Z. Thế thay số vào nhá, 340 trừ 12 nhân 20 trừ đi 36 chia cho 16. Vậy Z ở đây bằng 4. Vậy chúng ta sẽ có công thức phân tử là gì? C20 H36 O4, được chưa? Tiếp theo thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu cách thiết lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ thông qua công thức đơn giản nhất. Và cách thiết lập công thức phân tử thông qua công thức đơn giản nhất là cách dễ nhất trong số 3 cách mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Và đi thi nếu như mà gặp dạng này thì bạn nào bạn ấy là tươi vui phấn khởi nhá. Thì để xác định được công thức phân tử của hợp chất hữu cơ thông qua công thức đơn giản nhất ấy, thì chúng ta chỉ cần nắm được cái mối liên hệ giữa công thức phân tử và công thức đơn giản nhất. Đó là gì? Công thức phân tử bằng số nguyên lần công thức đơn giản nhất. Chú ý là số nguyên lần, do đó n ở đây sẽ thuộc n sao. Được chưa? Và chúng ta sẽ áp dụng một bài tập để minh họa luôn nhá. Nội dung như sau: một hợp chất X có công thức đơn giản nhất là C3H4O3 và có khối lượng mol phân tử là 176 gram trên mol. Xác định công thức phân tử của X. Như vậy là củng cố cho chúng ta kỹ năng xác định công thức phân tử dựa vào công thức đơn giản nhất. Thế các em để ý này, đề bài đã cho mình công thức đơn giản nhất rồi. Vậy thì chúng ta chỉ cần biểu diễn cái công thức phân tử này dựa trên công thức đơn giản nhất. Đó chính là gì? Công thức phân tử của hợp chất này sẽ có dạng như sau. Số nguyên lần công thức đơn giản nhất, vậy sẽ là C3H4O3 tất cả n lần, được chưa? Phân tử khối đã biết 176 gram trên mol, vậy thay vào thôi, m bằng 176, vậy chính là bằng cái gì? Cô sẽ diễn đạt ra để chúng ta dễ nhìn nhá. 12 nhân 3 cộng 4 cộng 16 nhân 3 tất cả nhân n bằng 176. Vậy từ đây tính được ra n chưa? Thay vào nhá. N bằng 2. Có n bằng 2 thay vào đây thì mình sẽ được công thức phân tử. Đây. Vậy suy ra công thức phân tử chính là C3H4O3 tất cả 2 lần. Hay cô sẽ nhân 2 vào để xóa cái ngoặc này đi thì sẽ là gì? C6. Đây, 2 nhân 3 là 6 mà. H8O6, được chưa? Vậy các em đã hình dung ra cách thiết lập được chưa?
cách thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ cuối cùng trong bài ngày hôm nay mà chúng ta tìm hiểu, đó chính là cách thiết lập thông qua tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm cháy. Và cách thiết lập này thì thường là chúng ta sẽ tính toán theo phương trình hóa học. Do đó thì cô sẽ lấy luôn một ví dụ để chúng ta dễ hình dung nhé. Chúng ta cùng xét ví dụ sau. Ví dụ số 4. Hợp chất Y có chứa các nguyên tố carbon, hydro, oxy, đốt cháy hoàn toàn 0,88g Y, thu được 1,76g CO2 và 0,72g nước. Tỷ khối hơi của Y so với không khí xấp xỉ là 3,04. Xác định công thức phân tử của Y. Như vậy bài số 4 thì chúng ta sẽ tính toán theo phương trình phản ứng đốt cháy. Và với mọi bài tập tính toán theo phương trình hóa học thì cô vẫn nhắc các em là gì? Bước 1, đọc kỹ đề bài. Dữ kiện nào có thể tính toán chuyển được về số mol thì chúng ta sẽ chuyển về số mol. Thế các em để ý nhé. Nhìn vào ví dụ 4 này thì mình thấy rằng là sẽ tính được số mol CO2. Ở đây là bằng 1,76 chia cho 44 hay chính là 0,04 mol. Tiếp này, chúng ta thấy rằng là mình sẽ tính tiếp được số mol nước bằng cách ta lấy khối lượng là 0,72 chia cho phân tử khối là 18. Vậy cũng là 0,04 mol. Có số mol CO2, có số mol nước rồi. Thì các em thấy rằng là mình có tính được tiếp số mol chất nào nữa không? Ở đây chúng ta phân tích nhá. Đề bài cho là tỷ khối hơi của Y so với không khí xấp xỉ bằng 3,04. Điều này cho các em biết điều gì? Nếu như bạn nào mà đã quên cái công thức tính tỷ khối hơi nhá, thì nhớ lại một chút này. Ở lớp 9 mình học là gì? Ở lớp 8 mình học là gì? Tỷ khối hơi của một khí, giả sử là khí Y, so với không khí chính là được tính bằng phân tử khối của Y chia cho phân tử khối của không khí lấy xấp xỉ bằng 29. Và ở bài này, cái tỷ lệ này nó chính là bằng 3,04, được chưa? Vậy từ đây chúng ta dễ dàng tính được ra phân tử khối của chất Y chính là bằng 29 nhân 3,04. Và chúng ta thấy là nó xấp xỉ 88g trên mol, đúng không nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta thấy rằng là mình có tính tiếp được số mol Y không? Số mol Y ở đây chính được tính bằng khối lượng là 0,88 chia phân tử khối là 88. Vậy ở đây chính là 0,01 mol. Các dữ kiện đề bài cho thì mình đã phân tích để tính toán ra đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ để ý để viết phương trình hóa học nhé. Thì đề bài cho Y có chứa các nguyên tố là carbon, hydro và oxy. Vậy thì cô sẽ đặt công thức phân tử của Y sẽ có dạng là gì? CXHIOZ. Bây giờ mình sẽ viết phương trình phản ứng đốt cháy ra nhá. CXHIOZ mà cháy trong oxy thu được carbon dioxide và nước. Thế cân bằng phản ứng này, đây có x carbon đúng không? Vậy để carbon ở hai vế bằng nhau thì thêm x và CO2. Đây có Y hydro, để hydro hai vế bằng nhau thì thêm Y trên 2 và nước. Đây các em nhìn này, Y trên 2 nhân 2 đúng là bằng Y. Vậy số hydro hai vế bằng nhau. Tiếp theo này, để cân bằng cái phân tử oxy ở đây này thì chúng ta phải đếm nguyên tử oxy. Thì vế bên phải các em nhìn này có 2X cộng Y trên 2 oxy. Đây có viết ra nhá. 2X cộng Y trên 2 nguyên tử oxy. Được chưa? Vậy để vế bên phải này cũng có 2x cộng y trên 2 oxy thì các em để ý này. Ở đây đã có z oxy rồi. Nhá. Vậy thì ở đây phải là gì? X cộng y trên 4 trừ đi z trên 2. Đấy. Các em thử kiểm tra nhá. Mình có z cộng với 2 lần x cộng y trên 4 trừ z trên 2. Đó đúng là bằng cái này chưa? Nếu bằng rồi thì phương trình hóa học này đã cân bằng đúng. Vậy thì kiểm tra thấy là gì? Bằng rồi nhá. Vậy thì chúng ta đã cân bằng xong phản ứng đốt cháy thì mình sẽ tiếp tục đặt số mol vào phương trình hóa học. Số mol Y 0,01 đặt vào. Số mol CO2 là 0,04, số mol nước là 0,04. Vậy từ đây chúng ta thấy rằng là mình sẽ tìm được ra X và Y chưa? Bằng việc là gì? Với các chất trong phản ứng thì mình có là gì? Số mol của chất này trên hệ số tỉ lượng chính là bằng số mol chất kia trên hệ số tỉ lượng của nó, đúng không?
Thế thì đây chúng ta sẽ xét cho từng cặp một nhá. Trước tiên là mình sẽ có số mol của Y trên hệ số ở đây là 1, chính là bằng số mol của CO2 là 0,04 chia hệ số của nó ở đây là X. Đây, X. Vậy có phải từ đây mình sẽ suy được ra X không? X chính là bằng số mol CO2 chia số mol Y. Và cụ thể ở đây là bằng 4, được chưa? Đấy, X đây, 0,04 chia 0,01 là 4. Tương tự chúng ta sẽ có như sau này. Số mol Y 0,01 chia hệ số ở đây là 1 chính là bằng số mol nước là 0,04 chia hệ số ở đây là Y trên 2. Và không để là Y trên 2, câu nhân lên thì chính là bằng 0,04 nhân 2 trên Y, đúng không? Hay chính là bằng 2 lần số mol nước trên Y. Vậy từ đây có phải cô sẽ suy được ra Y chính là 2 lần số mol nước chia cho số mol Y, hay là Y ở đây bằng mấy? Thay vào Y bằng 8 nhé, nó thiếu chỗ thì cô ghi lên trên này, được chưa? Có X, có Y rồi, tìm được ra Z không? Thì mình có là gì? Cô sẽ xóa cái phần này đi để các em dễ nhìn nhá. Mình có phân tử khối của Y là 88. Mà cái phân tử khối này có phải nó chính là bằng 12X cộng Y cộng 16Z không? X bằng 4 thay vào, Y bằng 8 thay vào. Vậy mình sẽ suy được ra Z ở đây là bằng mấy? Z bằng 2. Vậy công thức phân tử của hợp chất này chính là gì? C4H8O2. Được chưa? Các em đã hình dung ra cách xác định công thức phân tử được chưa nhỉ? Và nếu như bài này mà là hình thức trắc nghiệm nhá, thì các em nhớ giúp cô hai công thức tính nhanh số carbon và số hydro áp dụng cho mọi bài tập. Thì mình sẽ có số carbon trong hợp chất hữu cơ sẽ được tính bằng số mol CO2 chia số mol hợp chất hữu cơ nha. Đây, vừa rồi chúng ta thiết lập này. X chính là số mol CO2 chia số mol hợp chất hữu cơ. Còn số hydro trong hợp chất hữu cơ chính là bằng 2 lần số mol nước chia cho số mol hợp chất hữu cơ. Đây, chúng ta vừa thiết lập ra đây. Từ cái biểu thức này mình sẽ có là số hydro chính là bằng 2 lần số mol nước chia cho số mol hợp chất hữu cơ nha. Các em đóng khung cái biểu thức này vào. Với mọi hợp chất hữu cơ thì chúng ta đều áp dụng được công thức này. Và số oxy trong hợp chất hữu cơ thì mình tính gián tiếp thông qua phân tử khối, được chưa? Và cái ví dụ 4 này thì cũng đã khép lại video bài học của chúng ta. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.